Em bé đang ngắm trời mưa ấy cả nhà. Trời đang mưa con ơi. Em ngắm trời mưa nhá. Em ngắm mẹ nhá. Cả nhà ơi, hôm nay phủ cái này là cái bạt chống cỏ cho cái vườn cà tím. Nắng to. Cái bạt này cuộn nó vào giờ đất nó nhiều. Thứ nhất là bụi bẩn, thứ hai là ướt nên nó nặng. Mệt lắm ông bố ơi. Bạt này không cắt được không? Cắt thì nó dài quá thì dài giải vào lúng dài bên kia bố kia. Mấy cái lúng bên kia dài vẫn chưa giải kia. Đấy, bụi lắm, bố đeo khẩu trang vào. Nhăn nhối cả mặt mày đi. Đấy, sang Hàn Quốc khổ chưa? Úi giời, chơi một đống này. Ở bên kia còn cái luống ở giữa cà tím với dưa chuột kia, bên luống này dài mà. Bên kia rồi, chắc là tiền nặng lắm. À, có nghĩa là còn thiếu một tí gì? À. Với lại còn giải ở bên luống ớt bên kia bố nhá. Mấy luống ớt bên kia kìa. Ở giữa mấy luống ớt đây, cũng giải. Vâng. Đấy là một người kéo, một người lần lối ra. Đấy, bẩn bụi lắm. Nó xoắn vào với nhau khó làm ấy chứ không dễ đâu. Đấy, làm nông nghiệp ở Hàn Quốc vất vả lắm cả nhà. Nắng chang chang giờ 12 giờ trưa rồi bố mẹ em vẫn chưa nghỉ. 39 độ C á. Bố sao biết hay thế? Người nó nóng nóng. Người nó nóng nóng. Người bố là cái máy nhiệt độ à? Người nóng nóng nhưng mà chưa ra mồ hôi. À, người nóng nóng nhưng chưa ra mồ hôi. Vẫn mặc quần áo kiểu mùa thu. Vậy là chưa nóng lắm, kiểu vẫn chưa giống mùa hè ở Việt Nam mình. Hiện nay giữa tháng 5 thì ở Việt Nam mình khoảng bao nhiêu độ quá nhỉ? 35 độ chưa? 45 độ cơ. Làm gì mà nóng vậy? 40 độ à? Vậy thì cũng nóng lắm nhỉ? Bây giờ ở đây mới có 25 độ thôi mọi người ạ, mà thấy rát hết cả mặt mũi ra rồi. 25 độ thì ở Việt Nam mình giống như mùa thu ấy quá nhỉ? Mặt rưỡi. Đấy, ngày hôm nay thì bố mẹ em ra ngoài ruộng đây giải bạt vất vả lắm. Thôi bố mẹ làm một tí rồi nghỉ ngơi ăn cơm, nghỉ ngơi đi rồi chiều cũng làm. Đấy, nó quắn vào với nhau rồi. Cẩn thận ông gió, ông không kim mà chốc nó bay hết đấy nhá. Là cây Á Úc ở Hàn Quốc. Cây này à, đây là cây từ kê. Đây, bố em đánh ra để trồng sang bên này, tại bên này gieo hạt mà nó chết nhiều quá nó không có mọc. Hôm nay thì đánh sang bên này để trồng vào cho đỡ tốn đất. Ê, ông thử đánh cái cây không trồng cho nó, đánh cái nhỏ thôi. Đây đúng rồi, đánh hai cây cũng được, nó dày quá, đánh hai cây. Cả nhà ơi, đây là cải thảo. Cải thảo bây giờ trồng nó cũng lên được như này rồi. Tháng 5 Hàn Quốc đây. Cải thảo rất là đẹp. Lúc bé ngủ thì em tranh thủ ra làm đồng. Nhiều lúc bé ngủ kỹ quá. Đây là rau chân vịt mẹ em vừa mới hái. Rau chân vịt này nó có hai loại mọi người ạ. Loại chân tím và loại chân trắng. Loại chân tím này thì ở bên Hàn họ bán đắt hơn gấp đôi tiền loại chân trắng. Tuy nhiên thì hôm nay em bán rau, em bán bằng giá. Đây, chân trắng đây này. Chân trắng đây này. Đấy, nhìn nó khác hẳn nhé mọi người nhé. Đây, đấy. Cái loại chân tím này ấy thì nấu ăn nó mềm và nó ngon hơn, thơm hơn. Nên là người ta thích hơn. Thừa mẹ, thừa 1 cân. Đấy, mẹ em hái rau và bó. Mẹ em làm khéo lắm. Đấy, thừa... Thối lục thả là kiểu tốt và khéo. Nó phải khen cho lấy động lực đi. Vậy là khéo rồi. Con còn không biết làm ý. Vụng thì vụng đi, làm lâu rồi nó vẫn gọi là, người ta bảo là cái gì nhỉ? Tay chuyên. Cái gì? Chăm hay không bằng tay quen. Đúng rồi đấy. Ba bó này là thừa rồi. Thoải mái thừa. Mang về ăn mẹ. Rau cho người ta thêm. À, cho thêm ở nhà trồng được à? Đấy, nhà trồng được thì cho thêm. Nhìn vậy chứ bó này cũng 400 lạng rồi, 400 gram đấy mẹ, 4 lạng đấy. Mẹ cứ bảo nhỏ, không nhỏ đâu. Hết rồi. Hết rồi à? Đấy, hái một lần hết sạch ruộng rau rồi, bây giờ đợi nó lớn mọi người ạ. Cái này tưới nước vào thì nó mới lớn được. Mai ngày kia là mưa mẹ. Một tuần nữa. Một tuần nữa có rau. Đấy, mỗi lần em bán được có một tí, được có mấy cân à. Mọi người cứ tưởng em kiếm được nhiều tiền nhưng không có đâu. Đấy, một luống này hái được có tầm 5 cân là hết rồi. Nó lên được có mấy cây to thôi. Đợi nó lên, loạt này nó mà lên đều lên là nhiều này. Đấy. Cả nhà ơi, 1 kg rau chân vịt này bán ở Hàn Quốc là 8.000 won, tương đương với 150.000 Việt Nam đồng. Rất là ngon. Và như thế này là được 1 cân này. Đấy. Em đóng gói và gửi cho khách hàng. Ở bên này thì bán hàng qua mạng rất là nhiều. Tuy nhiên thì năm nay là năm đầu tiên trồng nên là cũng chưa có kinh nghiệm, rồi trồng cũng ít, với lại em còn phải chăm bé nữa. Bố mẹ em làm là chủ yếu nên là diện tích trồng nó vẫn chưa được theo cái kế hoạch của mình. Năm sau thì có lẽ là có kinh nghiệm hơn thì sẽ trồng đúng chủng loại người Hàn thích và trồng nhiều số lượng lên một chút bán rẻ cho người ta. Năm nay nhà em trồng được ít nên là em bán giá cũng hơi cao, tại vì nó không nhiều. Bây giờ cũng không có để bán đấy, rất là nhiều người muốn mua mà cũng không có để bán cho người ta đấy. Và năm nay thì khoai tây là nhiều nhất. Đây, một ruộng khoai tây to như thế này không biết là sẽ có củ hay không, và sau thu hoạch một số lượng lớn như thế thì bán như thế nào em cũng rất là lo lắng. Nói chung là cứ chăm chỉ làm đến đâu thì tính đến đấy mọi người ạ. Chăm chỉ, cố gắng, mọi người cũng chăm chỉ giữ gìn sức khỏe và lao động an toàn nhé. Cả nhà ơi, hôm nay cắt tóc cho bố. Tại vườn rau luôn. Cắt tóc cho bố tại vườn rau. Đấy, sang Hàn Quốc là tự ủi đầu thôi chứ đi cắt tóc một lần là sao cái chán bố làm sao lại chảy máu kìa. Hơi gãi. Rồi. Đấy, một lần cắt tóc ở bên Hàn Quốc giá rẻ nhất là 15.000 won, tương đương với 300.000 Việt Nam đồng. Đi ra đây con gái ủi một phát thế là đỡ tốn 15.000 won. Ok không bố? Cảnh vườn tiết kiệm là hẳn nửa chai rượu, đúng không? Nửa can rượu. Lại còn bên ngay vườn rau ấy, thơm mộng. Đấy nào, ok, giờ đây là trước khi cắt là bố em nhìn như thế này nha mọi người nhá. Tí nữa cắt xong rồi xem bố em thay đổi như thế nào, có trẻ ra là 20 tuổi hay không nhá. Ngay bên vườn khoai tây. Mọi người muốn cắt tóc thì mua cái kéo đơ này này. Đấy, đơ như bố em là cứ đơ sát đầu thì đây là nó có cái cữ, nắp cữ vào là cứ thế là đơ, ngọt như mía lùi. Đấy. Ở nhà thích đơ lúc nào thì đơ, cứ rậm là đơ, dễ lắm. Đấy, nhất là nhân sang Hàn Quốc mà ai mà thích để kiểu tóc chọc như bố em là kiểu này là dễ lắm. Bố em còn đòi chọc nữa, nhưng mà chọc nữa thì nhìn nó xấu, chọc vậy thôi bố ạ. Đấy, phát cái đồ sạch trên đấy luôn. Phát cỏ. Đấy, xong rồi mọi người ơi. Chọc không? Chọc lóc. Như ông sư. Mát không bố? Đưa con phổi cho. Mát. Đấy, con gái cắt tóc vèo cái xong. Tiết kiệm hắn được 15.000 won. 2 phút. Đưa một vòng xong. Hôm nào đưa hết cả râu mấy cả lông mày của ông đi cho nó nhìn cho nó khác người. Phải không? Dán râu à? Còn dán râu nữa. Bộ râu giả mua quá tiền đóng cắt tóc. Đấy, ok, để xem nào. Đẹp trai hơn chưa bố? Ôi, thấy gọn gàng hắn. Sạch sẽ lắm. Ok đấy. Giống Park Hang Sơ á. Park Hang Sơ chọc lóc, bố vẫn còn nhiều tóc lắm.